Vụng trộm không thể giấu. Vụng trộm không thể giấu có cứu được sự nghiệp của Lộ Tư hay không? Chị Lộ Tư đã gặp phải vô số lời chê bai trong loạt dự án phim gần đây, nên dân tình đang rất hy vọng vào vụng trộm không thể giấu. Sau nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng vụng trộm không thể giấu của Trần Triệt Viễn và chị Lộ Tư đã có lịch chiếu chính thức. Phim sẽ phát sóng vào ngày 20 tháng 6. Vụng trộm không thể giấu kể về cô gái tang trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Giai Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình, không dám để cho ai biết kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. 7 năm sau gặp lại, tang trĩ chẳng thể ngờ nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực. Gần đây tên tuổi của Lộ Tư đang có dấu hiệu bị nguội sau một số phim không thành công. Bộ phim mới nhất của cô sòng sau bị chỉ trích xúc phạm y học Trung Quốc và nhân vật của Lộ Tư cũng không có nhiều điểm nhấn. Vai diễn tang trĩ trong vụng trộm không thể giấu được đánh giá khá hợp với Lộ Tư và nhiều khả năng sẽ nhận được độ bàn tán sôi nổi. Chỉ có một điểm trừ duy nhất chính là tạo hình của ngôi sao sinh năm 1998 gần như 10 phim như một, rất dễ gây nhàm chán cho khán giả đã từng theo dõi Lộ Tư từ trước đó. Ngoài ra nam chính Trần Triệt Viễn cũng từng vướng phải chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm có thể sẽ gây ảnh hưởng tới phim. Hãy cùng chờ xem bỏ qua các điểm trừ đó liệu vụng trộm không thể giấu có thể chinh phục được khán giả hay không, bởi dù sao bộ phim này cũng mang đầy đủ yếu tố cần có của một bộ phim thần tượng ăn khách.